Nhân cách đến 2 tuổi mới dậy là rất muộn. Vì vậy bao nhiêu người ở đây, có người nào mà thấy rằng người ta nói là con nhà em nhát lắm dưới đây? Không có đứa trẻ nào nhát cả. Đấy là những đứa trẻ kỹ tính. Chúng ta chụp mũ sai làm hỏng đời con. Con nhà em bướng lắm, nó ngang ngạnh lắm. Bác Cường ơi, nãy giờ đến đây chả thấy bác dậy cái đấy. Nó bướng lắm, láo lắm. Đánh suốt mà vẫn náo năm. Bố nó không chịu đâu. Đánh lên bờ xuống ruộng như đập bị ở đây mà vẫn náo năm. Đánh không phải là dậy đâu. Nhà nào có những thằng bướng lắm, đánh suốt mà vẫn náo năm. Đấy, bắt đầu giáo điều từ ông bà với những người làng xóm lớn tuổi, bảo là đánh thẻ nọc ra trên này vớ vẩn mà được à. Đánh nó vài roi nó không chết được. Bắt đầu đánh thè nọc xong bắt đầu nay mai đấy, bảo chồng em anh giỏi nhưng anh cục lắm. Đấy, đấy, chính là cái thằng ấy đấy. Lúc bé bị đánh đấy. Thế nên là rồi thì nó danh ma, nó lừa dối, nó ăn cắp tiền, ăn cắp vặt. Nó là những đứa trẻ nhạy bén. Nhưng mà chúng ta dạy sai nên nó mới trở thành là láu cá, láu tôm. Rồi chiêu trưởng tiểu nhân, lúc lớn nó tiểu nhân. Những đứa trẻ sầu kiêu, cu te, dễ thương có không? Những đứa trẻ đó thì không gặp vấn đề với nó. Đúng không? Tại vì nó chơi smartphone mà đưa cho mẹ không, mẹ khóc nữa. Đúng không? Đấy. Thế là những đứa trẻ đấy là mà cho thơm một cái nhà thơm này, sờ chim thoải mái. Đúng không? Thế có khách thì là bánh thì của nó, nhưng mà thằng anh thì đòi. Con cho anh một nửa nhá, tí cho nó. Tí nó bố về bảo bố đánh cho trận. Mai mẹ cho đi đến công ty, mai mẹ cho đi với mẹ nhá. Thế là nó lại nhường thằng anh. Cô giáo không gặp vấn đề với trẻ dễ thương, nhớ không? Bố mẹ ông bà người trông trẻ không gặp nha. Nhưng mà lớn lên nó sẽ gặp vấn đề với cuộc đời. Vì chúng ta dạy cái kiểu Úc đấy thì nó trở thành cô gái cả nể. Nên là bạn trai nó bảo là đi vào đây nghỉ một tí đi, hôm qua xem đá bóng mệt lắm, đau đầu lắm. Nên em không có đùa đâu nghe. Không đùa mà đi mà nghỉ. Nhớ nghe chuyện định nghỉ, không làm gì nhớ chưa. Nhớ rồi, nhớ rồi. Thế là vào đấy nó mới tánh cho. Đấy, những đứa mà chưa cau điếc trầu héo gì mang bầu đấy, chính là cái bọn đấy đấy. Dạy sai. Thế nên là tôi khuyến khích các bạn là phải có giáo dục. Nên là nếu các bạn đang nghèo thì các bạn cũng hãy tin rằng là gì, giáo dục sẽ thay đổi được chính chúng ta nữa. Tôi cũng là người Việt Nam, tôi sinh ra ở miền Bắc nghèo, gia đình nghèo mà tôi được như thế này là học đó mà. Nhưng mà tôi sẽ học từ người khôn ngoan. Và tôi trả giá để học.